Hello mọi người, đây là thằng bạn cùng phòng của mình, quê ở Bắc Giang, đại gia Bắc Giang mọi người, nhà mấy hecta giải lận. Nói chung là ai mà muốn xin info thì cứ nhắn tin cho mình nha. Ok. Hello mọi người nha, lại là mình đây. Thì trên kênh YouTube của mình có khá là nhiều những cái video liên quan về cái việc xuất khẩu lao động tại Nhật Bản này, như là tiền lương hay là nhà ở hay là công việc. Thì những cái video này nhận được rất là nhiều phản hồi của mọi người. Chắc là mọi người có rất là nhiều điều quan tâm về cái việc xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đúng không? Và hôm nay lại là một cái video xoay quanh về việc xuất khẩu lao động mọi người ạ. Thì như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là 3 năm đi Nhật làm việc so với 3 năm ở Việt Nam thì mình sẽ được gì và mất đi những gì nha. Thì hy vọng là sau khi mọi người xem xong cái video này thì tự bản thân mình có thể trả lời được cho cái câu hỏi đó là có xứng đáng để bỏ 3 năm ra sang Nhật đi làm việc hay không. Hiện tại mình là thực tập sinh năm thứ 3. Ngành gia công cơ khí và công việc chính đó là mài kim loại. Thì mình sống ở tỉnh Shiga nha mọi người, tỉnh 25 kế bên Kyoto. Thì cái video này là mình làm dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình thôi, dựa trên những cái trải nghiệm, dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình đã sống và làm việc hơn 2 năm ở bên Nhật này rồi. Thì nếu như mà mọi người có cái ý kiến gì á thì mọi người cứ việc comment bên dưới video nha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Thì đây là một cái video mình làm về cái việc so sánh giữa 3 năm mọi người ở Nhật và 3 năm mọi người ở Việt Nam thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái mặt được trước nha, cái lợi ích khi mà mọi người đi Nhật so với là khi ở Việt Nam, và sau đó là mình sẽ nói là những cái điều mà mọi người bị mất đi khi mà mọi người sang Nhật 3 năm này. Và trước khi mà nói vào cái việc mà mọi người đi sang Nhật 3 năm này được lợi những cái gì, thì mọi người hãy tự suy nghĩ lại xem là tại sao mọi người lại quyết định đi Nhật. Ví dụ nha, mình sẽ ví dụ nha. Ví dụ là mọi người đang làm ở Việt Nam lương rất là thấp, mọi người muốn có tiền thật nhiều để cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Xong rồi mọi người thấy là đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản lương cao mấy chục triệu một tháng, xong rồi mọi người quyết định đi Nhật. Hoặc là thứ hai đó là mọi người thấy là bạn bè này hay là anh chị em hay là người trong hàng xóm này kia qua Nhật xong rồi kể là bên này sướng lắm, đi làm mấy chục triệu một tháng. Xong rồi mọi người lại lên mạng tìm hiểu và thấy ôi thấy ngon quá, đi Nhật đó, quyết định đi sang đây đi làm. Là có những người mà kinh doanh buôn bán làm ăn, người ta cần một cái số vốn lớn mà ở Việt Nam họ làm hoài thì cũng không thể nào mà dành dụm được. Thì sau đó là thấy xuất khẩu lao động Nhật Bản đi làm 3 năm tiết kiệm được mấy trăm triệu nên là bỏ quyết định bỏ 3 năm ra sang Nhật. Hoặc là mọi người vừa học xong cấp 3, hoặc là đang học đại học dở dang, hoặc là vừa học xong đại học rồi lại đi làm trái ngành. Rồi lại là không nhận được một cái mức lương tương xứng với là cái công sức mình bỏ ra, nên là cảm giác là thấy cuộc sống nó không có ổn định. Nên là mọi người tìm hiểu trên mạng này kia rồi thấy xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nè, ok nè, đi làm lương cao nè, xong là mọi người quyết định đi Nhật đúng không? Hoặc là nhiều khi có người lại muốn bỏ xứ đi sang Nhật này, đi 3 năm đi kiếm tiền về trả nợ. Nhiều khi là mọi người thiếu nợ ở nhà, hoặc là gia đình này kia thì có một cái số nợ lớn hay gì đó. Đó, mọi người muốn bỏ một cái khoảng thời gian đó mình biến mất đi, xong rồi mình sang đây mình làm, sau đó mình về là mình trở thành kiểu như đại gia rồi này kia. Đúng không? Hoặc là những bạn chỉ đến Nhật này để trải nghiệm thôi. Mình còn trẻ còn khỏe mà mình đi đây đi đó chứ biết đây biết đó, nhiều khi đi qua đây rồi nhiều khi trưởng thành hơn. Vậy tóm lại là mọi người vì một cái lý do nào đó có liên quan đến tiền nên là mọi người quyết định đi sang Nhật này đi làm.
Nói chung là chưa biết là nó có là ngon lành như lời đồn hay không, nhưng mà biết được là mình đi sang Nhật sẽ là một cái cơ hội để cho mình có thể cải thiện được cái cuộc sống hiện tại của mình, để mình có thể có được một cái tương lai nó tốt đẹp hơn, đúng không? Vậy thì cái lợi đầu tiên khi mà mọi người sang Nhật này làm việc so với ở Việt Nam, đó là mọi người có thể kiếm được một cái số tiền đủ lớn mà ở Việt Nam mọi người không thể nào kiếm được. Vậy thì một cái số tiền đủ lớn đó là khoảng bao nhiêu? Và khi mà mọi người so sánh với mọi người kiếm tiền ở Việt Nam thì nó chênh lệch như thế nào? Ở đây mình có làm một cái bảng ở đây, thì bây giờ mình sẽ phân tích cho mọi người hai bên nó chênh lệch như thế nào nha. Ok, đầu tiên về vấn đề tiền đó là chi phí đi Nhật của mọi người. Thì thường là mọi người tốn khoảng 100 tới 150 triệu cho cái chi phí đi Nhật đó. Thì 3 năm đi làm mọi người có thể kiếm được 6 7 5 6 700 triệu gì đó. Thì mình chỉ tính ở một cái mức là gọi là thấp, trung bình thấp nha. Là 3 năm kiếm được 600. Thì mọi người trừ ra cho cái số tiền đi Nhật sẽ còn dư khoảng 4 500 đúng không? Tùy người, thì mình nghĩ đây là gọi là đại khái thôi. Vậy thì ở Việt Nam thì mọi người có thể kiếm được bao nhiêu? Ở đây mình ghi là một tháng là khoảng 10 triệu, đó là mình ghi cái mức trung bình nha. Thì có người trên 10 triệu, có người dưới 10 triệu, nhưng mà nếu như một người trên 10 triệu một tháng á, thì ít ai quan tâm tới cái việc đi Nhật này lắm đúng không? Khi mà mọi người lương thấp, mọi người cuộc sống không ổn định thì này kia mình mới quyết định đi Nhật chứ, còn lương cao quá thì ai đi Nhật làm gì nữa. Ok, thì ở đây 10 triệu mình ghi là ăn 5 triệu, dư 5 triệu thôi. Là mỗi tháng là mọi người để dành bỏng heo bỏ vô tài khoản á, tích tiền lại được 5 triệu. Thì không phải ai cũng có thể tích được 5 triệu trên một cái lương 10 triệu một tháng như vậy đâu. Thì mình ghi một cái mức này gọi là đại khái thôi nha mọi người. Thì mọi người 3 năm là 36 tháng, mọi người nhân với 5 triệu một tháng sẽ bằng 180 triệu tùy người. Thì một bên là mọi người dư 4 tới 500 triệu, một bên là dư 108. Thì nói chung là nó cũng chênh lệch được 300 mấy đúng không? Nhưng mà ở bên Nhật này á, mọi người khi mà muốn đi Nhật á là phải học 6 tháng, rồi nói chung là làm giấy tờ hồ sơ này kia chắc cũng phải 7 tháng nữa. Thì 7 tháng ở bên Nhật để chuẩn bị đi Nhật thì mọi người đâu đi làm đâu, đâu có tiền đúng không? Còn nếu như mà ở Việt Nam thì 7 tháng đó là dư ra được 3 35 triệu nữa. Thì coi như là ở Việt Nam nếu như mà 3 năm á nha, dư là được khoảng 200. Thì ở bên đây dư 3 năm dư 500 là coi như là nó chênh lệch được 300 triệu đúng không? Thì ở Việt Nam này mọi người sẽ không để dành tiền được. Lý do là tại vì sao? Tại vì nếu như một người để dành dư 5 triệu một tháng đúng không? Cái này là mình ghi đại khái thôi nha. Chứ thật ra là cũng rất là khó để dành tiền khi mà sống ở Việt Nam lắm. Tại vì mọi người, thí dụ mọi người để dành được 5-7 triệu, cái là mọi người lại mua sắm quần áo, nói chung là mua cái này mua cái kia. Thí dụ để được 10 triệu hay gì đó là mua cái đồng hồ mấy triệu. Đó, xong rồi dư 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 được 1 tháng lương, 2 tháng lương gì đó. Xong rồi điện thoại mới là ra, thí dụ iPhone 13 ra thì lại mua iPhone này kia, còn có người lại còn không có tiền mà phải đi trả góp rồi này kia nữa. Rồi ví dụ mọi người mà để dành dư dư tiền nhiều nhiều một xíu nữa thì nhiều khi lại mua xe mới, thấy bạn bè có xe đẹp rồi này kia lại đua đòi theo mua theo. Ví dụ có được để dành được 20 triệu lại đi ra vay ngân hàng thêm 30, đó là mua chiếc xe 50 đó. Xong rồi đi làm cục mặt ra 1-2 năm sau mới trả hết cái số số nợ ngân hàng đó. Đó thì đó là một cái để khác biệt khi mà đi Nhật Bản với ở Việt Nam, đó là khi mọi người đi Nhật Bản mọi người sẽ để dành tiền được, tại vì là mỗi tháng thì mình xài bao nhiêu đó mình tích tiền lại mình gửi về Việt Nam, chứ ai đâu mà đi Nhật mà cứ bung lụa cứ xài thả ga đâu. Với lại bên này làm có tiền nhiều xài không sao, còn bên Việt Nam làm không có tiền nhiều mà còn xài nữa. Về cái vấn đề tiền này thì nếu như mà sau 3 năm nha, mọi người ở lại Nhật thì cái mức lương mọi người sẽ tăng lên, tức là mọi người có thể lương mọi người có thể ngang với là người Nhật luôn. Thì một tháng mọi người có thể dư ra 15 lá tầm đó, nếu như mà công việc ok nha, công việc ổn thì cũng dư được tầm đó. Thì một tháng đó là mọi người dư ra nha, dư ra 30
Còn nếu như mà mọi người về Việt Nam á thì ít lắm một tháng cũng phải trên 10 triệu, 15 triệu hay gì đó mới về Việt Nam làm chứ. Chứ lương mà thấp quá ai đâu về Việt Nam, ở lại đây làm chả ngon hơn. Đúng không? Ở bên Nhật này thì dịch corona không có thất nghiệp nè. Mình thì qua đây hơn 2 năm mình đã được hỗ trợ 2 lần tiền vì dịch corona, là một lần 20 triệu, hai lần là khoảng 40 triệu rồi đó. Mình mới nhận được lần thứ hai cách đây khoảng một tháng nè mọi người. Bây giờ thì chi phí đi Nhật đã giảm rồi nè, được hỗ trợ nhiều nữa, tức là cái mức mà chi phí đi Nhật 100 tới 150 triệu ở trên á thì nó sẽ thấp xuống. Nên là mọi người lấy cái 3 năm đi làm trừ ra cái mức chi phí đi Nhật nó thấp xuống thì 3 năm mọi người sẽ còn dư nhiều hơn. Đó, còn ở Việt Nam thì dịch corona mọi người sẽ thất nghiệp nè, lương thì thấp mà vật giá lại tăng nữa. Vậy thì nói tóm lại là khi mà mọi người sang Nhật này á, mọi người sẽ có thể tiết kiệm tiền được. Còn khi mà mọi người ở Việt Nam ấy, thì dù cho mọi người đi làm lương có cao đi chăng nữa thì mọi người cũng kiểu như là bị nhiều nhiều cái cám dỗ ấy, nên là sẽ khó để mà có thể tiết kiệm một cái số tiền lớn được. Ok, vậy là đã xong một cái vấn đề về tiền. Thì vấn đề tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là về chế độ làm việc. Thì mình cũng sẽ so sánh giữa chế độ làm việc ở bên Nhật này và chế độ làm việc ở Việt Nam thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Và khi mà mọi người sang Nhật này đi làm 3 năm thì mọi người sẽ được hưởng lợi gì, những cái gì về chế độ làm việc tại Nhật Bản này nha. Ok, đầu tiên về chế độ làm việc đó là thời gian làm việc. Thì ở bên Nhật này cũng làm 8 tiếng như ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà ở bên Nhật này mọi người sẽ đi làm từ thứ hai tới thứ sáu. Ở Việt Nam thì làm từ thứ hai tới thứ bảy đúng không? Ở bên Nam ít có công ty nào làm nghỉ thứ bảy chủ nhật lắm. Và nếu như ở Nhật này mọi người đi làm vào thứ bảy, mọi người sẽ được tính vào làm vào ngày nghỉ, thì cái mức lương của mọi người sẽ được nhân lên là thường á, là 1.35, tức là 135%. Nó sẽ hơn là cái mức lương tăng ca nha. Mức lương tăng ca của mọi người chỉ được tính là 1.25 thôi đó. Cái thứ hai là vấn đề về ngày nghỉ nha. Thì ở bên Nhật này có rất là nhiều ngày lễ mọi người ạ. Thì một năm có tới khoảng 20 ngày lễ lận. Còn ở Việt Nam thì mình chỉ có khoảng là 10 tháng 3 nè, 30 tháng 4, 1 tháng 5 và 2 tháng 9 thôi. Theo như mình biết là chỉ có khoảng 4 ngày thôi nha. Còn bên này mọi người nghỉ khoảng 20 ngày. Với công ty nào mà không có nghỉ lịch đỏ nha, thì thường là công ty đó làm theo lương giờ. Thì nếu như lương giờ mà mọi người không có nghỉ nhiều mà mọi người đi làm càng nhiều thì lương mọi người càng cao thôi. Còn như công ty mình là lương tháng nên là mình được nghỉ lịch đỏ. Thì nói chung là mình được nghỉ hoài, mọi người tháng nào mình cũng có ngày nghỉ hết á. Giống như mọi người nghỉ lễ tháng 5 tuần lễ vàng thì mọi người mình được nghỉ 10 ngày luôn cả thứ bảy chủ nhật. Và tháng 8 lễ ô bông thì mình cũng được nghỉ khoảng 7 8 ngày gì đó. Xong là mình cũng tới Tết Tây, ở Nhật này ăn Tết Tây nha mọi người. Thì mình cũng được nghỉ khoảng một tuần nữa lúc Tết Tây. Coi như là trong một năm sẽ có 3 đợt nghỉ dài. Và lắt nhắt thì mỗi tháng nó đều có một ngày nghỉ hết, mà nó thường là nó kèm theo, nó nằm ở thứ sáu hoặc là thứ hai nha, là mình nghỉ luôn thứ bảy chủ nhật là mình sẽ được nghỉ 3 ngày. Ok, tiếp theo đó là về vấn đề đóng bảo hiểm. Thì ở Việt Nam mọi người đóng bảo hiểm xã hội thường theo mình biết đó là khoảng 10% lương cơ bản, tức là lương mọi người 5 triệu một tháng lương cơ bản nha, thì mọi người phải đóng khoảng 500 ngàn đúng không? Còn ở bên Nhật này nó cũng có một cái nó giống giống, mọi người có hiểu nó giống giống như là cái bảo hiểm xã hội ở Việt Nam vậy đấy. Thì nó gọi bên đây là Nenkin. Thì mỗi một tháng mọi người sẽ đóng cũng dựa trên lương cơ bản của mọi người. Thì ở đây mình là mỗi một tháng mình đóng khoảng 3 triệu tiền Nenkin đó. Thì một năm là 12 tháng là mình đóng khoảng 36 triệu. 3 năm mình đi làm ở Nhật thì 35 tháng thì khoảng 100 triệu đó. Thì khi mà về Việt Nam mọi người sẽ nhận được cái số tiền này khoảng 70-80% gì đó của cái số tiền này thôi, sẽ không được nhận 100%. Nhưng mà 100 triệu mình đóng thì mình cũng nhận được 70-80 gì đó. Còn nếu như mà ở Việt Nam mọi người đóng bảo hiểm xã hội 3 năm thì mỗi tháng 500 thì mọi người nhận được khoảng 15 triệu. Đó, thì nó chênh lệch đó mọi người thấy không? Ở bên Nhật này đi 3 năm về tự nhiên nhận được cục tiền bảo hiểm xã hội 70-80 triệu. Còn ở Việt Nam thì nhận được 15 triệu đúng không?
Thì nếu như 3 năm mọi người về về nước, mọi người không ở Nhật nữa, mọi người làm thủ tục nhận cái tiền đó, thì nó sẽ cộng thêm cái số tiền mà mọi người trong 3 năm mọi người kiếm được nữa, thì nó phải cộng vô khoảng 7-80 triệu nữa. Nói chung là rất là lợi luôn, đúng không? Rồi, và thêm một cái vấn đề nữa về chế độ làm việc mà chắc hẳn là mọi người ai cũng đều lo lắng trước khi mà sang Nhật này, đó là những cái áp lực về công việc. Áp lực về công việc ở đây là gì? Mọi người sợ mọi người tiếng mọi người không giỏi nè, xong rồi cấp trên mà có giao việc xuống cho mọi người thì mọi người sợ mọi người nghe mọi người không hiểu thì sẽ bị người ta la mắng này kia. Xong rồi nhiều khi mọi người lại sợ là mình công việc mình không không làm được đúng theo chỉ thị, mình làm sai sót này kia đó. Xong rồi lại lo lắng là sợ là ôi bên này Nhật nó làm việc dữ lắm, nói người Nhật người ta làm năng suất dữ lắm, người ta làm gục mặt tối ngày sáng đêm mà làm dữ, nói chung là căng hơn Việt Nam nhiều lắm. Thì mình xin chia sẻ luôn, đó là mọi người đừng có lo gì về áp lực công việc hết. Tại sao? Tại vì khi mà mọi người sang Nhật này làm là sẽ có senpai, một người Việt chỉ cho mọi người, nếu như công ty nào có senpai nha. Còn nếu như mà công ty mọi người không có senpai á, thì cái công việc đó sẽ là công việc cực kỳ dễ làm, và nói chung là người ta chỉ làm rồi mình làm theo thôi, người ta không phải cần dùng cái ngôn ngữ để người ta nói cho mình hiểu hay gì đó đâu. Nói chung là công việc sẽ đơn giản để cho mình dễ làm, nên là cái công ty đó sẽ không có standby, hoặc là những cái khâu đó, cái xưởng của mọi người làm cái công việc đó rất là dễ, không có standby. Còn như hầu như là công ty nào cũng có standby nha, standby kiểu như là đàn anh á, là sẽ chỉ việc cho người mới qua. Ở đây ví dụ như mình làm đây là năm thứ ba rồi, thì bây giờ mọi người bạn mà mọi người qua đây, mọi người làm chung công ty với mình, làm ngay chỗ mình luôn, thì mình sẽ là người chỉ việc cho mọi người. Thì nếu như mà có cái sai sót gì đó, mình sẽ là người chịu trách nhiệm chứ không phải là mọi người chịu trách nhiệm đâu. Và nếu như mà có những cái gọi là chỉ thị gì đó từ cấp trên chỉ thị xuống á, thì người Nhật người ta sẽ truyền đạt cho mình chứ người ta sẽ không nói trực tiếp tới mọi người đó. Còn khi nào mà mọi người có thể mọi người làm lâu rồi, mọi người quen dần với công việc rồi đó, thì người Nhật người ta sẽ nói chuyện trực tiếp với mọi người. Còn lúc ban đầu thì tất tần tật mọi chuyện đều nói với mình hết, nói chung là mình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi người sẽ có làm sai cái gì đó thì mình sẽ bị ăn chửi chứ không phải là mọi người đâu, nên là mọi người đừng có lo gì hết về cái chuyện đó đó. Còn như mình bây giờ thì nói chung là trong công việc thì mình bây giờ rành hết rồi mọi người ạ. Không còn cái gì mà mình không biết làm nữa hết á, nhiều khi mình làm còn nhanh hơn người Nhật nữa mà đó. Còn nếu như mà mọi người ở Việt Nam nha, thì để mà có một cái mức lương cao mà sống ổn định nha, thì mọi người nếu như mà làm những cái gì về sale bán hàng, chắc là phải phải gọi là làm giấy tờ sắp mặt luôn, xong rồi là chạy deadline các kiểu đồ này kia. Còn ví dụ mà công nhân mà muốn lương cao, trời ơi, tăng ca phải ngày 10 12 tiếng làm gục mặt trong một tháng thì mới nhận được cái mức lương khoảng 10 mười mấy triệu đó, chứ bình thường lương cơ bản 4 5 triệu thôi, mà muốn lương cao thì phải làm nhiều thôi, đúng không? Còn bên đây thì thật sự là mọi người đi làm cực kỳ nhẹ nhàng luôn, giống như mình bây giờ vậy nè đó, về mở PC lên chơi game coi phim gì đó, nghe nhạc, thích làm gì làm đó. Làm ví dụ không có tăng ca 5 giờ chiều về, có tăng ca thì 7 rưỡi 8 giờ gì đó thì về nhà, xong rồi ăn cơm nó leo lên giường nằm ngủ chơi game, đâu có áp lực gì đâu, mọi người cứ làm đúng giờ mọi người về. Nói chung là qua đây làm thì chỉ là những cái khâu đơn giản thôi. Nói chung là nó không, nếu như mà có sai sót gì đó thì cũng tự mình có thể sửa được, chứ không có sai sót tới cái mức mà phải hủy bỏ luôn cái cục hàng đó hay là làm sao hết. Nên là ở bên đây làm không có một cái áp lực gì hết, mỗi tháng nhận lương về tay đều đều. Còn ở Việt Nam làm mà muốn lương cao, nói chung là cũng phải chịu được áp lực này kia, cũng phải làm thâu đêm suốt sáng này kia đó. Tất nhiên ở Nhật này cũng có, không phải là công việc nào nó cũng nhàn đâu mọi người ạ. Cũng có những cái công việc nặng nhọc này kia, cần làm dùng sức nhiều này kia, cũng có những công việc phải tăng ca làm ca đêm này kia. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, những cái công việc đó lương nó sẽ cực kỳ cao. Còn nếu như mà cái công việc mà nặng nhọc mà lương nó còn thấp á,
Thì đó là do cái đơn hàng bên Việt Nam của mọi người đó, đó là nhiều khi mọi người không có bằng cấp 3 này kia đó, thì mọi người mới sẽ gặp những cái những cái công ty đó, hoặc là cái công ty mọi người đi xuất khẩu lao động ở Việt Nam ấy là một cái công ty bé đó, thì không có tìm hiểu kỹ những cái công ty bên Nhật này thì vô tình xui là gặp một cái công ty xấu mọi người ạ. Nhưng mà cái trường hợp đó nó cũng có nhưng mà rất là ít xảy ra nha, tại vì bạn bè mình thì hầu như không có ai mà bị mà tới cái vấn đề mà gặp công ty xấu hết á. Rồi về chế độ làm việc thì sau 3 năm mọi người sẽ nhận được chế độ làm việc gì khi ở bên Nhật này? Ở bên Nhật này nó có hai cái hình thức sau khi mà mọi người kết thúc 3 năm. Thì đầu tiên đó là công ty mọi người đang làm sẽ giữ mọi người lại 2 năm, thì cũng tùy công ty nha, có công ty giữ có công ty không. Thì công ty mình hiện tại đang làm cũng có giữ nha. Giữ thực tập sinh ở lại thêm 2 năm nữa. Thì khi mà ở lại thêm 2 năm nữa thì tất nhiên là mức lương mọi người sẽ tăng lên rồi, đúng không? Còn cái thứ hai đó là mọi người sẽ đi theo một cái diện khác gọi là Tokite Gino. Thì hiện tại của mình là dịch siêu C. Thì nếu như mọi người đi Tokite Gino này á là kiểu như là mọi người sẽ được hưởng những cái chế độ giống như là người Nhật luôn. Tức là lương cơ bản sẽ tăng lên và được thưởng một năm hai lần nha. Thì mình sau khi mình hết 3 năm mình cũng sẽ đi theo cái diện Tokite Gino mọi người ạ. Thì khi đó mọi người sẽ được thưởng một năm hai lần, thì một lần tương đương ít nhất là một tháng lương. Thì một tháng lương cơ bản khi mà đi Tokite Gino chắc nó cũng phải tầm, mình nghĩ là cũng phải 17 18 lá trở lên. Thì một năm mọi người được thưởng 2 tháng, ít nhất là 2 tháng lương thì nó 10, mình cho 15 lá thôi. Thì một năm là khoảng 30 lá, thì mọi người nhân lên là khoảng 60 triệu, là một năm cứ một năm thưởng 2 lần, và một lần là một tháng lương thì 30 triệu, 2 lần là 60 triệu. Sau đó là cái mức lương mọi người khi mà ở lại Nhật á nó tăng lên giống giống người Nhật rồi mà. Thì nó cũng khoảng 17 18 lá chưa tính tăng ca. Thì tăng ca nữa cho mình cho tính 20 lá thôi. 20 lá tăng ca trừ hết này kia ăn uống thì chắc cũng còn tầm 15 lá. Cho 13 lá thôi cũng được. 13 lá thì coi như là một tháng mọi người dư được 26 triệu, mình tính tầm đó thôi, mình tính sơ sơ thôi. Ý là mình trừ hơi nhiều rồi đấy. Thì 26 triệu một tháng dư ra 26 triệu. Nếu như mà mọi người ở Việt Nam sau 3 năm nha, thì chắc là mọi người cũng tăng tăng được lương, lương nó cũng được tăng lên. Xong rồi nếu như mà ai mà có trình độ hay là giỏi giang trong công việc thì có thể thăng chức lên được làm leader, tổ trưởng, súp cái gì đó. Thì nói chung cũng tùy. Thì lúc đó mọi người một tháng mọi người nhắm mọi người làm 15 triệu mọi người để dành được bao nhiêu tiền? Mình nghĩ thì chắc cũng nói chung là cũng tùy, mình cũng không có nói được, nhưng mà cũng tầm 5 7 triệu thôi. Thì mọi người cứ nhân, mọi người cứ tính sơ sơ đó là ở Nhật này một tháng sau khi 3 năm nha, một tháng dư ra khoảng hai mấy triệu, mình cho 26 triệu. Một tháng ở Việt Nam dư 6 triệu. Thì nếu như mà mọi người sau 3 năm mọi người về Việt Nam đi làm đó, thì bên đây tự nhiên cứ ở Nhật thêm một tháng là để dành được 26, về Việt Nam một tháng để dành được 6 triệu. Coi như là nếu như mà về Việt Nam thì mọi người mất hết 20 triệu rồi, đúng không? Ở Nhật để dành được 26, vì Việt Nam được có 6 triệu à. Thì coi như cứ mỗi một tháng mọi người về Việt Nam là mọi người sẽ mất đi 20 triệu. Đó, thì cứ năm mọi người mất 200, cứ tháng trời ở 2 tháng cái là mất thêm 20 triệu nữa là 40 triệu. Đó, kiểu vậy đó. Thì mọi người muốn ở lại Nhật hay là đi về Việt Nam? Đúng không? Thì chắc là mọi người xem video đến đây cũng có thể hiểu rõ được là cái sự chênh lệch giữa những cái điểm mà có lợi khi mà đi sang Nhật để làm việc so với mà ở Việt Nam 3 năm mà, đúng không? Ok, thì cái vấn đề thứ ba của cái việc được lợi, những cái lợi ích khi mà mọi người sang Nhật, mình muốn nói đến ở đây đó là môi trường sống. Thì môi trường sống ở đây là gì? Mình nói cái đầu tiên là ở nhà ở nha. Nhà ở khi mà mọi người sang Nhật này, mọi người nhà ở của mọi người sẽ được chuẩn bị sẵn, và ở trong nhà người ta sẽ cũng chuẩn bị sẵn cho mọi người những cái vật dụng cần thiết, ví dụ như là nồi cơm điện nè, máy giặt,
Phòng mình thì có tủ lạnh luôn nè, máy lạnh. Đây là cái giường tầng của mình, thì ở trên này thằng bạn mình nó nằm ở trên đó. Còn cái máy tính này là mình tự bỏ tiền ra mình mua nha. Đó thì nói chung là tất tật người ta đều chuẩn bị sẵn cho mình hết, từ cái bếp điện này kia, từ cái gói, cái mền, cái nệm mình nằm ở đây, cái tủ quần áo. Thì ở đây là khi mình sang là công ty đã được đã chuẩn bị sẵn hết cho mình rồi. Còn nếu như một người ở Việt Nam ấy thì nhà trọ của một người cực kỳ thiếu thốn. Nói chung là ai mà giàu lắm mới có trong phòng, mới có tủ lạnh này kia, hoặc là phòng ngủ máy lạnh nào này kia, đúng không? Đó, còn đa số hồi trước mình ở Việt Nam thì phòng cũng đâu có gì đâu, chỉ có cái giường lên ngủ thôi. Nhiều khi trải cái niệm lên nằm với cái gối ôm thôi là ngủ được rồi, toàn là ăn cơm tiệm thôi mà đâu có đi ăn, đâu có nấu cơm ở nhà ăn đâu. Tiếp theo đó là về những cái thói quen ăn uống. Ở bên Nhật này nói chung có một cái rất hay đó, mình thấy đó là sữa bên đây họ bán không có đường nha mọi người. Mọi người thì không thể tìm được một cái hộp sữa nào mà nó có đường bên này đâu, trừ sữa trái cây đồ này kia nha. Thêm vào đó là dầu ăn thì toàn là dầu ăn thực vật thôi, không có dầu ăn nào làm từ động vật hết. Nói chung là những cái gì ở bên đây đều làm tốt cho sức khỏe hết. Đó là cái lý do vì sao mà tuổi thọ trung bình của người Nhật thuộc hàng cao nhất thế giới đấy. Khi mà mọi người sang đây, mọi người sẽ hạn chế được những cái tệ nạn xã hội kiểu như là cờ bạc nè, rượu chè nè, đúng không? Sau đó là kiểu như là khí hậu bên này cực kỳ trong lành. Một phần thì nó cũng làm tốt cho sức khỏe của mọi người ấy. Xong ở ngoài đường cực kỳ sạch sẽ, không có khói bụi mà lại cực kỳ an toàn nữa. Có một cái rất là hay của người Nhật đó là xe lớn sẽ nhường xe bé, tức là xe ô tô sẽ nhường cho xe máy, xong rồi xe máy sẽ nhường cho xe đạp, và xe đạp sẽ nhường cho người đi bộ, tức là người đi bộ lại chia băng là ưu tiên hàng đầu. Đó thì mọi người khi mà ra đường, mình nói thiệt với mọi người luôn là nếu như mọi người mà đi xe đạp, mọi người vượt đèn đỏ nha, thì xe ô tô nó cũng dừng lại cho mọi người nữa, nó dừng lại nó cho mọi người chạy ngang rồi nó mới chạy á, nếu như mọi người vượt đèn đỏ luôn nha. Ở bên đây là nó vậy đó. Thêm một cái nữa là khi mà sang đây thì mọi người sẽ biết nấu ăn nha. Kiểu như thêm được một cái tài lẻ nữa mọi người ạ. Kiểu như mình chững chạc hơn, mình trưởng thành hơn. Còn vậy thì so với Việt Nam thì như thế nào? Thì ở Việt Nam mọi người thấy như thế nào? Thói quen ăn uống của mọi người nè, xong rồi đường xá xe cộ này làm sao, nói chung là có an toàn hay gì không, có bụi hay gì không, thì tự mọi người có thể hiểu được, mà mình cũng không cần nói ở đây đâu ha. Ok thì từ nãy tới giờ mình toàn kể là những cái mặt lợi khi mà sang Nhật này so với Việt Nam không à. Vẫn chưa thấy những cái điểm mà mọi người bị mất đi. Thì ok bây giờ sẽ tới những cái chuyện gì mà mọi người bị mất khi mà mọi người sang Nhật này 3 năm làm việc. Đầu tiên đó là mọi người sẽ mất dần đi những cái mối quan hệ bạn bè, anh chị em này kia, những cái mối quan hệ xã giao của mọi người. Tại vì cách xa nhau quá mà nhiều khi cũng ít liên lạc ấy. Xong rồi những cái lễ cưới của bạn bè này kia nè, nói chung của đứa bạn thân nhất, của người anh, người chị, người em ở trong gia đình, mình cũng không thể nào mình tham dự được hết. Xong rồi những cái buổi kiểu như là họp lớp này kia đó, thì kiểu như là mình sẽ bị mất đi những cái kỷ niệm ấy. Sau đó là về tình cảm gia đình rồi nè, cũng thiếu thốn hơi ấm của gia đình các kiểu. Xong rồi lễ Tết nè, những cái buổi ví dụ đám giỗ tả mộ này kia, nói chung là sang đây xa nhà rất là nhớ nhà đó. Kiểu như nói đúng hơn là mọi người ở Việt Nam thường nghĩ đó là đi sang Nhật này mất hết thanh xuân mọi người ạ. Đang ở một cái tuổi trẻ mà thanh xuân là gì? Thanh xuân là một cái khoảng thời gian mà đẹp đẽ nhất trong đời người, một cái khoảng thời gian mà mọi người
cảm thấy là sống vui vẻ nhất, đúng không? Mình còn trẻ còn khỏe mà. Tự nhiên đi qua Nhật cái đụng cái 3 năm, trời ơi, về Việt Nam già rồi, mấy đứa bạn mình nó cưới hết rồi, giờ tự nhiên về của quốc của bơ, tụi kia giờ làm sếp rồi kia hết rồi đó, còn mình giờ về bắt đầu lại từ đầu, đúng không? Đó là những cái mà mọi người bị mất đi khi mà sang Nhật này làm việc. Vậy nếu như mà mọi người thử đặt lên một cái bàn cân đo đong đếm giữa những cái việc mình có lợi khi mà mình sang Nhật này so với những cái việc mà mình bị mất đi khi mà mình sang Nhật này 3 năm so với là ở Việt Nam, thì nói chung là tùy vào từng người sẽ có những cái cách nhìn nhận khác nhau, đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người đã ngồi để xem cái video này của mình đến tận bây giờ thì chắc là mọi người sẽ tự có thể trả lời được cái câu hỏi đó là có nên đi sang Nhật hay không, đi sang Nhật 3 năm có đáng hay là không. Nhưng mà mình chắc chắn với mọi người một chuyện mà mọi người có thể cảm thấy hoàn toàn xứng đáng để mọi người bỏ 3 năm ra sang Nhật này làm việc. Đó là khi mà mọi người sang đây đi làm, kiếm được một số tiền to á, thì mọi người sẽ cảm thấy mình là trụ cột của gia đình, mình là một cái chỗ dựa cho gia đình. Tại sao? Tại vì khi mà mọi người có tiền á, mọi người sẽ có thể lo được cho gia đình của mình, cho bố mẹ ở nhà. Nhiều khi bố mẹ muốn mua cái này, muốn mua cái kia, hoặc là mình muốn mua tặng cho bố mẹ cái này, bố mẹ cái kia. Hoặc là khi mà bố mẹ mình ốm đau, bệnh tật gì đó, thì mọi người có thể tự tin mà nói rằng cha đừng có lo, có con đây, hoặc là mẹ đừng có lo, có con đây nè. Sao ví dụ có bị gì đó thì mình gửi tiền về mình cho. Ở đây mình ví dụ nha, ví dụ như mình thì vừa dịch corona khoảng 2 năm trời này, đúng không? Đó thì cái lúc mà cách ly mấy tháng trời ở nhà mình cũng rất là khó khăn mọi người ạ. Nhưng mà cũng nhờ cái là có mình đi làm bên đây thì mình gửi tiền về cho gia đình mình, nói chung là ăn trong vòng mấy tháng này kia, nói chung là lúc mà gửi tiền về thì cảm thấy rất là vui mọi người ạ. Kiểu như mình giúp đỡ được gia đình mình một cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng trả nợ cho cha mẹ mình ở nhà. Chứ như nợ hồi xưa đâu, ở cất nhà gì đó. Nói chung là khi mà mình giúp được cho gia đình mình thì cảm thấy trong lòng rất là vui mọi người ạ. Và cảm thấy mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, mình có thể làm chỗ dựa cho gia đình mình. Giống như là mọi người đừng để tới một cái mức, cái lúc nào đó mà cha mẹ mình ốm đau bệnh tật Thì mình kiểu như mình chỉ đứng nhìn thôi, mình muốn giúp nhưng mà mình không có khả năng mọi người ạ. Đó thì khi mà mọi người sang Nhật này đi làm kiếm tiền có tiền rồi, thì những cái lúc như thế mọi người có thể tự tin mà nói rằng cha đừng có lo, mẹ đừng có lo, có con ở đây đó, có gì thì cứ nói, cứ việc nói với con đó, con sẽ gửi tiền về hay cái gì dạng vậy đó, hoặc là bà con anh chị em trong gia đình gì đó, nói chung là có ai mà có gặp cái vấn đề gì đó thì mình cũng có thể mình giúp được. Nói chung là nhờ đi Nhật thì mình mới có tiền được và mình mới giúp được. Còn nếu như ở Việt Nam thì lòng rất là muốn giúp nhưng mà nhiều khi khả năng không cho phép thì cũng không được, đúng không mọi người? Ok, thì video này cũng đã khá dài rồi. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Và nếu như mà mọi người có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment bên dưới video. Mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của mọi người nha. Và nếu như mà mọi người muốn mình làm thêm những cái video chia sẻ về những cái câu chuyện gì đó xung quanh cái việc đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản này, thì hãy comment bên dưới video nha. Nếu như mà có thời gian thì mình sẽ làm video và up lên cho mọi người xem. Và nếu như mà mọi người thấy video hay và hữu ích, đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để giúp mình có thêm động lực ra nhiều video tiếp theo nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người. Chào tạm biệt mọi người.